Hồ Chí Minh City Wing lý giải quyết định mang về Tuấn Trung và Huỳnh Hải. Trẻ hóa đội hình đang là xu thế tất yếu của các đội bóng tại VBA. Ngoài việc tính tới kết quả trước mắt, họ cần phải có những định hướng lâu dài để xây dựng nền cốt lõi của chính mình. Hồ Chí Minh City Wing là đội bóng đi đầu trong công tác trẻ. Họ có lò Thái Sơn Nam được xây dựng một cách chuyên nghiệp. Các cầu thủ trẻ cũng được cọ sát thường xuyên tại các giải đấu quốc gia và để lại nhiều ấn tượng. Tuy nhiên, trong ngày VBA Draft 2020, anh Hai Đại Bàng lại là cái tên bất ngờ lớn nhất trong số 7 đội bóng. Chỉ có 2 lượt pick trong ngày Draft, City Wing đã quyết định mang về bộ đôi quen thuộc Ngô Tuấn Trung và Nguyễn Huỳnh Hải. Họ là những cầu thủ đã quá quen thuộc với người hâm mộ Hồ Chí Minh City Wing. Tuấn Trung từng có 2 mùa giải đầu tiên thi đấu tại Hồ Xuân Hương trước khi Bắc Tiến gia nhập Thăng Long Warrior năm 2018 và nghỉ thi đấu mùa 2019. Anh để lại rất nhiều ấn tượng, dù có tốt, có xấu, tất cả là bởi tính cách quyết liệt và đôi khi là nóng nảy của chính mình. Nhưng hơn hết, điều mà hậu vệ mang áo số 11 để lại là tinh thần thi đấu hy sinh hết mình vì đội bóng, điều mà các cầu thủ trẻ cần phải học hỏi. Đối với Huỳnh Hải, sự nghiệp VBA của anh giống như một bản nhạc thăng trầm đầy thú vị. Mùa giải đầu tiên khoác áo Dream Team Hồ Chí Minh City Wing, Huỳnh Hải và các đồng đội đã lọt vào chung kết trước khi để thua Đà Nẵng Dragon đầy nuối tiếc. VBA 2017, Huỳnh Hải gia nhập Sài Gòn Heat, thi đấu cực kỳ ấn tượng. Anh được ông 30 ký hợp đồng dự ABL. Thế nhưng, đó là không đủ để đôi bên tìm được tiếng nói chung. Sau rất nhiều trục trặc, cuối cùng cầu thủ sinh năm 1987 lại trở về Wing để tham dự mùa giải VBA 2018. Đó thực sự là mùa giải trái hết mình của Huỳnh Hải, khi anh gánh trọng trách là một captain và luôn thi đấu trên 100% phong độ. Điều nuối tiếc lớn nhất chính là những nỗ lực đó không đủ để Wing vào tới playoff, để rồi Huỳnh Hải lần đầu tiên đưa ra quyết định bắc tiến. Sau một mùa giải thi đấu cho Hà Nội Buffalo, một lần nữa Huỳnh Hải trở về Hồ Xuân Hương, nơi có rất nhiều kỷ niệm đẹp. Ông Trần Quốc Khánh, giám đốc điều hành Hồ Chí Minh City Wing khẳng định: "Chúng tôi tin vào những cái tên trẻ mà chúng tôi đào tạo. Chúng tôi đã bỏ rất nhiều tiền và công sức để xây dựng những cầu thủ chuyên nghiệp đầy tiềm năng. Tuy nhiên, họ vẫn còn quá trẻ. Vì vậy, chúng tôi cần có những cầu thủ kinh nghiệm như Lê Ngọc Tú, Nguyễn Huỳnh Hải và Ngô Tuấn Trung. Họ đã từng khoác áo Hồ Chí Minh City Wing và hiểu rất rõ đội bóng. Đó là quyết định không khó khăn đối với chúng tôi. Tưởng chừng bộ ba xuất sắc của bóng rổ thành phố Hồ Chí Minh khó lòng tái ngộ. Thế nhưng, bằng một cơ duyên nào đó, Huỳnh Hải, Tuấn Trung, Ngọc Tú đã trở lại nơi mà họ xuất phát để hoàn thành những giấc mơ còn dang dở.